Với trên 200 cặp ếch thái giống được gây nuôi thành công, ông Lý Văn Minh ở thôn Luồng Lao 2 đã hoàn toàn chủ động được nhu cầu chăn nuôi của gia đình, đồng thời cung ứng ra thị trường 50 đến 60 vạn con ếch giống mỗi lứa. Phát triển chăn nuôi con ếch này thì rất đạt hiệu quả. Thứ nhất là cái vòng xoay của nó rất là nhanh. Thứ nhất là đối với con thương phẩm. Gia đình thì trước đây thì chủ yếu là bán con giống là chính. Thế nhưng đến nay là cũng đưa vào cả hệ thống chăn nuôi luôn cả con thương phẩm. Sau nhiều năm tìm tòi học hỏi, bà Hoàng Thị Chấp đã trở thành địa chỉ cung ứng cá giống uy tín và chất lượng cho các cơ sở chăn nuôi trong tỉnh và một số tỉnh bạn. Với số cá giống cung ứng ra thị trường lên tới gần 800 vạn con mỗi năm, trung bình gia đình có nguồn thu trên 1 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ các hộ dân mở rộng mô hình, tạo việc làm cho người dân địa phương. Những cái hộ mà nuôi cá thịt kém hiệu quả thì mình sẽ thành lập theo tổ là cho bà con đấy là mình sẽ, thứ nhất là mình cung cấp con giống cho con bột đấy, cho cái hộ đấy và tư vấn cho kỹ thuật chăm sóc con cá bột để nuôi thành con cá giống. Thì là mình đảm bảo là con giống với cám, với kỹ thuật, tất cả những cái gì mình tư vấn cho bà con. Rồi là khi mà đầu ra để thành con cá giống để bán thì mình lại bán họ, bán cho họ. Với sự năng động trong chuyển đổi phương thức sản xuất, đáp ứng với nhu cầu của thị trường, các hộ chăn nuôi có nguồn thu ổn định, phát triển kinh tế. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân ở địa phương đạt trên 41 triệu đồng mỗi người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4% khi kết thúc năm 2021. Từ hai cái mô hình này thì hiện nay bà con nhân dân thì cũng đã áp dụng các cái mô hình này và các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái công tác chăn nuôi, đặc biệt là các cái mô hình mới như mô hình nuôi ếch. Thì từ đó thì các cái hộ gia đình đã thực hiện chăn nuôi và có hiệu quả, thu nhập cao và xóa đói giảm nghèo. Thế hiện nay thì đối với xã Cốc San thì tỷ lệ hộ nghèo thì còn 2,64%. Sự nhạy bén với nhu cầu của thị trường, mạnh dạn thực hiện chuyển đổi phương thức sản xuất phù hợp của người dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để Cốc San tự tin đặt mục tiêu phấn đấu nâng thu nhập bình quân ở địa phương lên khoảng 48 triệu đồng một người vào cuối năm nay. Từ đó tạo thêm động lực để hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.